Và tiếp theo chúng con xin kính mời câu hỏi của chị Diệu Thành. Cho biết luôn cái camera kế cho người ta chuẩn bị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Lão Cư Sĩ Diệu Âm, xin cho con được hỏi một câu ạ. Khi chúng con đi hộ niệm, gia đình người bệnh có nuôi những chú chó mèo. Những chú chó mèo này lại rất thân thiết với người bệnh, luôn bên cạnh người bệnh. Vậy khi người bệnh lâm chung những chú chó mèo này có ảnh hưởng gì không tốt cho người bệnh không ạ? Và nếu có thì chúng con phải khuyên gia đình người bệnh làm như thế nào để an toàn cho người bệnh lúc lâm chung ạ? Kính xin Lão Cư Sĩ Từ Bi hướng dẫn cho chúng con. Chúng con xin chân thành tri ân Lão Cư Sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Luyến ái con cái thì mất phần bản sanh. Luyến ái những con vật cưng chiều trong nhà lại càng dễ mất phần vãng sanh hơn nữa. Nếu chư vị lo lắng, hãy lo từ bây giờ. Đừng nên sơ ý, coi thường, đến lúc cuối cùng đành ngậm ngùi, chịu đắng cay. Chư vị nên nhớ cho, thường thường khi hộ niệm, chúng ta dặn dò con cái trong gia đình, những người chung quanh không được đụng chạm vào thân xác của người mới chết. Nhưng ta không dặn được con chó, dặn được con mèo, dặn được những con vật mà mình nuôi nó đâu. Nếu những con vật đó trung thành với chủ, rất trung thành với chủ, sẵn sàng chết vì chủ, nó lại sẵn sàng làm dữ với bất cứ ai khi thấy ông chủ nó đã tắt hơi mà có người đứng bên cạnh. Xin thưa thật với chư vị, khi mà một con chó nó đã quyết định ngăn cản, dẫu cho 50 người đang hộ niệm cũng không cản ngăn được con chó đâu nhé. Vô cùng nguy hiểm. Đây là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là nhiều cảnh giới chính con mắt người chúng ta không thấy, nhưng coi chừng con chó con mèo nó thấy đấy. Nó thấy một người nào đó đến hãm hại ông chủ nó liền phóng vào bảo vệ liền lập tức. Dẫu cho chư vị có võ nghệ cao cường như Võ Tòng đi nữa thì cũng không cách nào mà chọn được một con chó phóng tới đâu. Mà nếu chư vị có chọn lại thì cái khung cảnh tại đó cũng rối loạn lên rồi, và người ra đi cũng hoảng kinh hồn vía, không còn một phút an tịnh nào để niệm Phật đâu nhé. Vô cùng nguy hiểm. Chính vì thế mà mong chư vị cố gắng, nếu trong nhà lỡ nuôi chó phải chuẩn bị cái chuồng, lo nhốt chúng lại đi. Đừng nên sợ ý. Lỡ một lúc mình nằm xuống rồi có một con chó cứ gầm về bên cạnh, thôi chịu thua. Chư vị ơi, không cách nào có thể tránh được không cái khung cảnh hỗn loạn ngay lúc đó đâu nhé. Nên nhớ cho kỹ. Chư vị em trước giờ ông có chỉ cho cái gút dây để cột, đừng sơ ý. Có nhiều người cột cái gút, cột con mèo thì con mèo chết, cột con chó thì con chó chết, cột con heo thì con heo chết. Vô cùng đơn giản mà tại vì chúng ta sơ ý. Mong chư vị cố gắng, nếu thực sự có những nơi nuôi chó nhiều mèo quá thì cẩn thận tìm một căn phòng lùa chúng vào, đóng cửa lại, cho ăn cho uống, có một người tới thăm chừng vuốt ve nó thì có thể giải quyết được, còn không thì coi chừng bị chướng nặng đó nhé. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân Lão Cư.